Vỗ tay đó là một cái điều phần thưởng hạnh phúc lớn nhất cơ quý vị ạ. Nhiều quý vị nghe được không ạ? Nghe nữa vỗ tay lớn lên đây nè. Bây giờ đến đây là đáng lý là Thanh Hằng có hứa với thầy là đêm nay cũng sẽ có nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân là đứa em út của Thanh Hằng, nhưng mà Ngân đã bay ra bên nước ngoài để phục vụ cho bà con kiều bào ở nước ngoài rồi, cho nên hôm nay chỉ có còn lại hai đứa em gái của Thanh Hằng nữa, đó là một đứa em thứ tư, là một ca sĩ, một diễn viên điện ảnh và một người nghệ sĩ mà trong cái bộ phim mà Gạo Nếp Gạo Tẻ mà quý vị đã xem qua rồi đó. Thì xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào đón nữ ca sĩ, diễn viên điện ảnh Ngân Quân. Một lần nữa mình xin kính chào, xin kính chào quý thầy cũng như quý Phật tử, lời chào sức khỏe và trân trọng. Nhìn bà Bích vậy chứ, Bích ngoài hiền khô à nha. Và xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn một đứa em, đó là kế Ngân Quỳnh, lại là chị của Thanh Ngân. Đó là một đứa em cũng là một người nghệ sĩ rất là thân thương, là một diễn viên điện ảnh cũng có mặt thường xuyên ở trên các bộ phim mà quý vị đã từng thưởng thức, và những cái chương trình mà về nông thôn đó, quý vị xem đài truyền hình của Vĩnh Long 1 á, quý vị sẽ thấy đó là nữ nghệ sĩ Thanh Ngọc. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Dạ Thanh Ngọc xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Dạ đêm nay coi như là tất cả là bốn chị em, nhưng mà Thanh Ngân đã vắng mặt thì thôi, thì Thanh Hằng và Ngân Quỳnh cùng Thanh Ngọc sẽ gửi tặng đến cùng quý vị một ca khúc của nhạc sĩ Cao Minh Thu, rất là coi như có đầy đủ ý nghĩa và luôn luôn lúc nào cũng bất hủ, và luôn luôn lúc nào cũng được ấn tượng nằm trong lòng của quý vị khán giả. Một ca khúc được mang tên Thương Hoài Hai Tiếng Cải Lương. Xin mời quý vị hãy thưởng thức ạ. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Tại vì gia đình của Thanh Hằng và các em là truyền thống ba đời nghệ sĩ đó quý vị. Và sự như ý.
Hầu như nhường tất cả cho những ca sĩ trẻ hát trước, rồi sau đó ba chị em hát cuối cùng. Chỉ mong rằng là gửi đến cho quý vị lời ca tiếng hát để quý vị có một mùa xuân mới thật hay. Và chúng tôi yêu, yêu bởi vì mới nãy giờ ra sân khấu cả ba chị em rất là trẻ. Ai nói rằng là bước sang chị vẫn trẻ mà. Không nói gì đâu, bước sang qua tuổi 30 rồi, người ta nói rằng là phụ nữ sẽ luống tuổi. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy luống tuổi, mà tôi chỉ thấy là luống má, luống đồng tiền. Đúng. Nãy giờ cười tươi ơi là tươi, một tràng có tay thật lớn nữa. Cảm ơn. Cảm ơn ba chị em. Dạ, ba em cũng xin được chúc mừng ba chị là bây giờ về là bảo xong rồi ha. Nhờ câu khen chót chứ không có câu khen chót là mày chết mày như ta. Bởi vậy đi làm MC cũng bị thâm, quý vị thấy không, khổ ghê. Dạ vui thôi thưa quý vị. Và đến đây thì chương trình văn nghệ cũng đã viên mãn. Một lần nữa chúng ta xin được tri ân công đức của quý thầy đã gieo duyên tổ chức một đêm văn nghệ rất ý nghĩa tốt ngày hôm nay. Và cũng xin được tri ân của Mạnh Thường Quân đã có đóng góp để chương trình tốt, chúng ta sẽ có được những cái phần quyên góp nhất định và thành công khi mà chúng tôi có cái quỹ để hỗ trợ cho các tài năng trẻ. Và một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến đây với ngôi chùa Già Lam rất là yêu thương, đó là ngôi chùa Hồng Pháp. Hy vọng rằng là đạo tâm của quý vị ngày càng tăng trưởng, hãy đến đây nhiều hơn nữa để lễ Phật, gieo duyên nhiều hơn, và chúng ta sẽ có rất nhiều những chương trình văn nghệ hay. Chúc quý vị chúng ta sẽ có một đêm lòng giấc và bước sang năm mới vạn sự bình an. Xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, nãy giờ chưa ai cho ta cho MC hết.